Có lần mình đi ăn theo những cái hội review và cái kết là bị sít đinh nên là không ngon á, nên là cũng rén đấy. Nên lần này cứ theo chân admin của review Hà Nội và cái kết không thất vọng nha. Lúc đầu mình cứ nghĩ đây là quán ăn Trung Quốc cơ, ai dè đây là toàn tàu phớ hoặc là nước dim sum như kiểu là ăn món quà chiều ở đây thôi. Có 8 loại khác nhau thì mình gọi tất mà hết tiểu long bao nên là hôm nay chưa thử được. Món nhất định phải thử khi đến đây là bánh bao xá xíu, ăn siêu đỉnh, bánh mềm, thơm, thịt tẩm ướp nhạt nhạt, ăn quện cực kỳ luôn ấy. Món thứ hai có thể gọi hoặc không là món bánh bao kim sa, ăn cũng ngon nhưng không phải loại xuất sắc nhất mà mình từng ăn. Há cảo lá hẹ chiên nên gọi nha, tuy là sẽ hơi dầu mỡ hơn so với cái khác nhưng ăn vô cùng thơm, thịt bên trong mềm ngọt, tẩm ướp gia vị đậm đà, cái vỏ thì dai dai, nói chung là ăn ok, nhìn cũng ú na ú nu đẫm nhân phết chứ đùa. Món không nên gọi nhất là há cảo sò điệp thanh cua, món này chẳng có vị gì cả, ăn nó kiểu nhạt nhòa mà không nhớ nổi hương vị luôn á, xì dầu chấm ở đây vị khá là nhạt đấy. Qua đến món há cảo tôm này, thật sự là nó cũng giống với lại hàng đông lạnh bình thường mình hay mua ở siêu thị á, được cái chắc thịt hơn một xíu. Còn tiếp theo nên gọi là xíu mại nha, ăn ngon, kiểu vị đậm đà hơn và thơm hơn so với các loại khác, là vị nóng hôi hổi của từng cái viên này, sau đấy thịt thì ngọt, vỏ thì mềm mềm dai dai, nói chung là ăn bánh cuốn lắm. Món chân gà tàu xì này nhìn nó dầu mỡ và ăn nó cũng hơi lạt nhách nhỉ, nói chung là không hợp khẩu vị của mình lắm, còn người yêu mình thì ăn vẫn ok. Tàu phớ long nhãn hạt sen vị ngọt thanh, tuy nhiên hạt sen chưa được nhừ cho lắm, chuyển qua tàu phớ cốt dừa đậu đỏ này ăn ok hơn. Tàu phớ đây ăn ok phết đấy, kiểu nó mềm mềm, thơm thơm mà không bị ngọt quá. Nước lá dứa nha đam uống cũng ok nha.